Xin chào mọi người. Chào tất cả mọi người. Vâng ạ, chắc là mọi người sẽ rất là quen thuộc bởi vì đây là anh Khánh. Anh Khánh thì rất là nổi tiếng rồi, bởi vì là trên Facebook này, rồi là anh bây giờ anh chuyển sang đóng phim rất là nhiều phim hay. Và hôm nay thì DK rất là vinh dự, và bản thân mình thì được làm lông mày cho anh Khánh. Mình đã sửa một cặp lông mày cũ của anh Khánh. Anh Khánh ơi, thì sao vì sao anh muốn sửa lông mày anh? À, thực ra thì trước đây là anh có đi sửa ở một chỗ nhưng mà bị lỗi. Vâng. Là bây giờ mà từ lúc mà có cái thông tin là người em của mình mà làm lông mày rất là nổi tiếng mà tại sao mình lại quên mất người em của mình. Vâng. Thế là trong lúc đó thì anh đã qua em và cũng muốn là cái lông mày phong thủy của mình nó cũng có cái gì đấy mà tiện lợi về con đường làm ăn của mình. Vâng. Cái tình trạng lông mày cũ của anh Khánh thì nó bị là cái dáng nó chưa được đẹp lắm, và cái sợi nó cũng không được ổn. Thế sau đó thì DK đã hút cho anh Khánh cái lông mày cũ, và hôm nay thì nó điêu khắc lại. Anh Khánh ơi, trong quá trình hút anh có cảm nhận như nào? Trong quá trình hút thì anh cảm thấy rất là gần như là không có cái cảm giác gì, nó êm ái mà thoải mái lắm. Vâng, không có cảm giác là đau hay là tê hay gì cả. Và đặc biệt là mà cái là mình cảm giác nó như kiểu là có cái luồng gió lạnh của biển ấy. Sảng khoái, anh thấy là sảng khoái. Vâng ạ, thế thì hôm nay thì trong quá trình làm điêu khắc anh có cảm nhận như nào? Trong quá trình điêu khắc thì anh cũng cảm thấy cũng rất là bình thường, vẫn như là cái lúc mà mình hút thôi. Vâng ạ. Cảm thấy rất là sảng khoái và phê. Vâng ạ, nhưng mọi người đã thấy là bây giờ là mình đã điêu khắc lại một cặp lông mày mới cho anh Khánh rồi. Và về khuôn dáng thì với lông mày nam ấy, thì mình sẽ điều chỉnh cái dáng lông mày nó nhẹ nhàng và nó hơi men hơn so với các chị phụ nữ. Bởi chị phụ nữ thì dáng sẽ nhỏ mảnh này hơn này, tự nhiên mềm mại hơn này, cong hơn này. Nhưng mà dáng lông mày nam mình sẽ lựa theo cái khung xương của anh Khánh, và sau đó mình sẽ thêm sợi vào những cái chỗ nào nó cần thiết để sao cho nhìn trông nó đẹp hơn. Nếu như anh Khánh thì cái khung xương của anh cũng rất là nhẹ nhàng rồi, và bản thân là khuôn mặt của anh khá nhỏ nên mình cũng sẽ làm cái là dáng lông mày vừa phải với anh Khánh thôi. Và sau khi bong ra cái sợi lông mày nó bong ra lên màu thật ấy, thì nó sẽ hòa quyện vào cái sợi lông của anh cũ của anh, và nó sẽ trở nên là hài hòa với nhau hơn rất là nhiều. Bởi vì anh Khánh làm diễn viên á, cho nên là khi mà mình làm lông mày mình sẽ chọn cho anh Khánh một cái màu nó vừa phải để bong ra nó thật sự nó hài hòa với lông mày thật của anh. Thì như thế khi anh diễn nhiều vai thì mọi người có thể là thấy là nó sẽ không bị lộ. Và ngay lúc này đây thì anh Khánh có một lời nhắn nhủ gì với mọi người không? Ví dụ như là các cái bạn đồng nghiệp của mình về nam ấy, là mình có một cái cặp lông mày mà mình cảm thấy nó thưa này, nó ngắn này, hoặc là nó chưa được đậm ấy, thì các bạn và còn một cái điểm nữa là nếu mà mình cảm thấy trong cái công việc của mình ấy, công việc mà nó chưa được hoàn thiện nó lắm, thì mình nên nghiên cứu cái món này. Làm đẹp cho mình là thứ nhất, cái thứ hai là về đàn ông con trai là về cả cái được sự nghiệp nữa. Dạ vâng. Thì mình cũng nên đi sửa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe hai anh em chia sẻ ngày hôm nay, và hẹn gặp mọi người sẽ được đến với DK để có thể em sẽ tư vấn một cái cặp lông mày phù hợp với mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người.